Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Hoa Lan Nguyễn Tâm. Các bạn biết không, nghề chơi nào cũng đều rất công phu, nhưng đã chơi nan thì càng phải công phu để hiểu tính tình loài hoa quý phái này. Bởi nan cần chăm sóc cầu kỳ, người chơi phải hòa tâm hồn mình vào nan mới mong có những chậu nan đẹp. Chơi địa nan, chúng ta phải tuyển lựa những giống nan cổ truyền, bởi những giống này sắc đẹp mà hương thơm. Tính ra địa nan có tới vài trăm loài mà hiện vẫn chưa thống kê đầy đủ. Trong số ấy, không phải loài nào cũng có hương và đều được người chơi ưa chuộng. Một số loại có sắc đẹp nhưng không có hương, một số khác có hương nhưng hoa ngắn, thấp lẫn vào lá, mà người xưa gọi là cỏ rả, hoặc một số loại lá to, thân cây thô cứng, nên những loại ấy đều không được coi trọng và không được xếp vào hàng quý hiếm. Các loại nan quý hiếm thường phải có hương và đặc biệt phải nở vào đúng dịp Tết Nguyên Đán. Thông thường một chậu địa nan dưới 10 cành có giá từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, thậm chí cả chục triệu đồng tùy loại. Và tất cả đều được trồng vào các chậu đẹp, được chăm bón giữ gìn cẩn thận. Có thể kể một số lớn địa nan được ưa chuộng như thanh nan, mặc nan hay mạc nan, hoàng vũ, hoàng điểm, đại hoàng, bạch ngọc, tròn mộng, đông nan, tứ thời, vân vân. Trong video này tôi chỉ giới thiệu về hoàng nan nhé các bạn. Hoàng nan có 3 loại: đại hoàng, hoàng vũ, hoàng điểm. Trong dòng hoàng điểm lại chia ra làm hai loại, đó là hoàng điểm họng đỏ và hoàng điểm họng vàng. Trong 3 loại hoàng nan thì hoàng vũ quý hiếm hơn cả. Hoàng vũ có màu vàng, cánh hoa quay theo ánh sáng cong lên như múa, lá phản kiếm ôm thân dạng lá huyền diệp, ngồng hoa cao và nhỏ, đại hoàng lá to và dài mỏng, hoa thưa, mới nở màu xanh nhạt khi nở hết màu vàng. Lưu ý khi trồng địa nan, chúng ta không để dí đất, ống nước hoặc bị sâu dẹp, nan sẽ còi cọc không phát triển được hoặc bị phá hủy. Giá thể trồng địa nan gồm vỏ thông, đá mọt, phân chuồn quế và một ít đất nhặt. Dưới đáy chậu các bạn nót một ít xốp cho cây thoát nước tốt. Các cụ xưa chỉ trồng địa nan với đất bùn ao phơi khô mà cây vẫn phát triển bình thường. Lớp đất trên cùng có thể to hơn các lớp đất dưới. Phần đất áp sát củ cao trên miệng chậu để sau một thời gian tưới đất tụt xuống dần là vừa. Chọn chậu cần chọn các chậu thoát nước, giữ được mát cho gốc cây. Có thể chọn các loại chậu cổ, nhất là chậu xanh để cây không bị nóng. Các bạn hãy quan sát hai chậu địa nan của tôi, một chậu tứ thời tôi vừa trồng và chậu hoàng vũ tôi đã trồng từ lâu. Nếu các bạn không cho giá thể cao lên quá miệng chậu thì có thể làm theo cách của tôi. Lúc đầu chúng ta trồng cho gốc cây sâu một ít để cây ra rễ. Vài tháng sau chúng ta sẽ bỏ bớt giá thể ra để hở gốc cây ra thì cây vẫn phát triển tốt. Giá thể trồng địa nan không phải xử lý sạch như trồng nan kiếm, nhưng cũng cần rất nhiều loại. Trồng địa nan chúng ta không lo lá bị sần như nan kiếm, nhưng để có một chậu địa nan phát triển tốt và bộ lá xanh mướt thì cũng rất công phu. Về đặc điểm sinh trưởng, địa nan chỉ thích hợp trồng ở miền Bắc do chúng ưa khí hậu lạnh. Địa nan sinh trưởng rất chậm, một năm một thân mẹ chỉ cho được một thân con hoặc hai thân, nhưng thân con phải phát triển hoàn chỉnh đến mùa xuân sang năm mới sinh sản tiếp. Nếu chỉ chơi theo đam mê thì chúng ta cứ sưu tầm các giống mà chúng ta thích. Còn nếu bạn có ý định trồng địa nan và nhân giống để kinh doanh thì thật là khó. Trồng nan là một nghệ thuật đòi hỏi người chơi phải có tính kiên trì. Chơi địa nan cần phải biết giá trị các loại nan khác nhau,
những loại lan quý. Hoa phải cao vượt trên lá, hoa to và có sắc thì càng quý. Hoa nâu tàn, hương lan xa, lá nhỏ, ngắn, mềm mại, cần hoa vươn lên, uyển chuyển, thanh cao. Video giới thiệu về thú chơi địa lan của tôi đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Nếu bạn thấy video này hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh để mình có thêm động lực làm các video tiếp theo nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.